Để bắt đầu quá trình thay dây thì bước đầu tiên đó là chúng ta phải tháo dây khô ra. Okay. Chúng ta sẽ sử dụng thiết bị quay tay này để phục vụ quá trình thay dây được nhanh chóng hơn. Các bạn sẽ không cần phải quay hết toàn bộ, chỉ cần quay khi nó lỏng và chúng ta có thể tháo ra. Với một số thiết bị quay tay được bán hiện nay thì đa phần là nó có cái nấy để chúng ta cạy cái chốt nhớ sau lửa đạt ra. Ngoài ra nếu như các bạn không có thiết bị quay tay này thì các bạn có thể sử dụng kìm, cũng là kìm cắt, nó có thể phục vụ các bạn trong cái việc này rất hiệu quả. Tiếp như vậy thì chúng ta sẽ tháo phần tương tự 5 giây còn lại.
Cho nên là các bạn hãy chú ý đến vấn đề hình thức của cây đàn. Tiếp theo đó là chúng ta cần bảo dưỡng cái mặt cần đàn này. Mặt cần đàn này rất quan trọng bởi vì là nó duy trì tôn của các bạn. Như các bạn biết đó là ở Việt Nam thì khí hậu nóng ẩm thất thường, cho nên là cái thứ gỗ cái dưới này nó rất dễ bị khô và mặn. Nếu mà để nó bị khô và chết đi thì tiếng đàn của các bạn sẽ không được hay nữa. Ở đây thì tôi sử dụng cái lọ Dunlop Demonoid. Lọ này có chức năng đó là khi chúng ta bôi lên, dầu nó sẽ ngấm vào thớ gỗ và nó sẽ giữ độ ẩm cần thiết cho dây cho mặt cần đàn, và nó sẽ chống được cái sự mục giữa dưới phết đàn. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu bôi dầu Demonoid lên trên mặt cần đàn. Chúng ta cần phải bôi xà làng để làm sao cho mặt cần đàn các bạn thấy đó là nó sẽ có một lớp dầu bám lên trên đấy đủ ướt, không nên tiết kiệm quá. Cái thao tác này thì chúng ta sẽ thực hiện một năm chỉ khoảng 1-2 lần, không nên làm quá nhiều cái công việc vệ sinh mặt cần đàn này. Chúng ta làm quá nhiều thì nó sẽ dẫn tới tình trạng đó là thừa ẩm phía trong mặt cần đàn này, và như thế thì sẽ là không tốt. Ngoài ra thì cái dầu bôi trơn này thì chúng ta cũng có thể sử dụng để lau luôn cả cái phím đàn. Hãy bôi đều, chúng ta bôi đều lên cả thớ gỗ lẫn cả phím của đàn. Như các bạn đã thấy đó là tôi bôi lên toàn bộ mặt cần đàn để làm sao cho nó có một lượng dầu nhất định bám trên mặt này. Bí quyết ở đây đó là chúng ta không nên lau ngay lập tức, và chúng ta sẽ để một lúc. Vì sao? Bởi vì đây là dầu, không phải là dung dịch nước. Dầu nó sẽ ngấm một cách từ từ vào thớ gỗ, cho nên là chúng ta phải để mặt cần đàn nó thời gian nhất định để nó ngấm dầu trong khoảng tầm 15 đến 20 phút. Sau khoảng tầm 15 đến 20 phút khi mà dầu đã ngấm đủ vào gỗ thì chúng ta hãy sử dụng khăn cốt tông và lau số dầu đưa đi. Rồi chúng sẽ lau hết những bụi bẩn nó đã bám trên cái cần đàn này. Chúng ta nhớ kỹ đó là cái dầu này có thể sử dụng quên là chúng ta cần vệ sinh luôn là cả cái phía trên cần đàn này, vì chỗ này cũng bám rất là nhiều bụi bẩn trong quá trình chúng ta sử dụng. Như các bạn đã thấy là chúng ta đã có một cái mặt cần rất là